để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, từ ngày 15 tháng 12 năm 2023, Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia, các tụ điểm sản xuất mua bán, tổ chức sử dụng ma túy trong nước. Đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán.